Trọng Nắng xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang theo dõi một chương trình phóng sự rất đặc biệt của chúng tôi thực hiện ở tại Las Vegas. Đến Las Vegas, quý vị làm gì để mà vui trong ngày? Chắc chắn là chúng ta đến Las Vegas và trong ý tưởng của tất cả quý khán giả đều nghĩ đến là chúng ta sẽ ở trong sòng bài và chúng ta đánh bài. Tuy nhiên là ở tại Las Vegas có rất là nhiều những cái chỗ để mà chúng ta có thể đến vui chơi mà rất là lành mạnh để cho tất cả các quý khán giả từ ở phương xa đến Las Vegas. Thì trong ngày hôm nay Trọng Thắng sẽ giới thiệu đến cho quý khán giả một nơi mà quý vị đến để mà thưởng thức và cũng như là để khoe tài. Trọng Thắng đang có mặt ở tại Camu. Như quý vị có thể thấy được đây có hàng chữ gọi là Ultra Karaoke. Có nghĩa là đây là một cái nơi mà chúng ta có thể khoe tài, khoe cái tiếng hát của mình và đưa tất cả những cái bạn bè cũng như là người thân của mình đến đây để chơi. Và trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cùng với quý khán giả, và ngay bây giờ Trọng Thắng xin mời quý khán giả theo chân cùng với chúng tôi đi vào Camu Karaoke. Hi, how are you, sir? I'm good, how are you doing? Very good. What is your name, sir? My name is Simba. Thưa quý khán giả, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị gặp gỡ cùng với lại anh Simba, một người rất là trẻ trung ở tại cái karaoke ngay tại Las Vegas trong khu vực của Palazzo. Nếu mà quý khán giả nào mà có muốn có những cái giờ phút mà rất là vui tươi cùng với lại người thân của mình, xin mời quý vị cùng đến với lại Camu và gặp gỡ cùng với lại anh Simba. Simba, I love your name. Is this from The Lion King? Yes, correct. All right, so tell us a little bit about, you know, what we have here at Camu. So we actually do have a 40 different rooms that has a 40 different themes. It's actually the first time that we tried as a karaoke concept in the strip and then resulted in a successful. Vâng, thưa quý khán giả, anh giới thiệu đến cho tất cả quý vị được biết đó, là đây là một cái khu vực mà để quý vị có thể đến mà khoe tiếng hát của mình. Ở trong đây thì chúng ta ở bên Camu có tất cả là 40 phòng để mà chúng ta có thể đặt để mà đến vui chơi. Và nó một cái điều rất là tiện lợi đó mà ông Simba ông nói, đó là nó nằm ngay ở trên cái Las Vegas Strip, cho nên là rất là thuận tiện để cho quý khán giả có thể đến vui chơi cùng với lại Camu. So you have 40 room for the karaoke. So what is the specialty? So think of it, let's just put it this way. So there right now we're actually having a COVID-19 viruses, which just becomes a huge social issues. Right. So we provide the privacy and the safety since we actually using the all private room. And we're actually using the few different sanitizing companies to sanitize every single room. So we provide the specialty of having your own party in a one private room. Right, thank you. Vâng, thưa quý vị, Trọng Thắng hỏi ông đó là có cái gì đặc biệt ở tại cái khu vực trong cái khu vực Camu này. Thì ông ta nói rằng là với trong cái mùa dịch bệnh hiện nay đó, thì cái vấn đề mà rất là quan trọng đó là chúng ta bảo vệ cho sức khỏe của chính mình. Cho nên là khi mà quý vị đến với lại Camu thì quý vị có cả 40 căn phòng để quý vị có thể chọn lựa. Và trong những cái căn phòng này đó là họ sẽ làm rất là sạch sẽ, bảo đảm là chúng ta sẽ không có bị sợ vì những cái dịch bệnh ở trong đây. Nó sẽ có những cái phương pháp để họ có thể tiệt trùng và nó cách ly của chúng ta trong 40 những cái phòng riêng của chúng ta, cho nên là chúng ta tha hồ mà có những cái giây phút rất là thoải mái cùng với lại người thân và gia đình của chúng ta. I'm standing right here at the front and I see that you have the intelligent disinfect door. So can you talk a little bit about this one? Absolutely. Yeah. So first we actually do have the temperature check. Can you just like I see, okay. Yes. It has to be show up the green screen. That means you're safe. I see. That means you don't have any fever. I see. And once we turn it on via all of this thing, basically we're actually sanitizing your entire clothes by lights. I see. Okay. Vâng, thưa quý vị, Trọng Thắng hỏi ông Simba đó là khi mà chúng ta đến đây đó thì có cái gì đặc biệt, và Trọng Thắng nhìn thấy được có một cái cửa nó gọi là intelligent disinfect door, có nghĩa là cái cửa này đó là một cái cửa thông minh và nó sẽ làm tiệt trùng, có nghĩa là sẽ làm cho chúng ta không có bị có những cái con vi khuẩn ở trên người nữa. Thì anh nói là trước hết đó, là chúng ta sẽ phải nhìn thấy cái màn hình như thế này, chúng ta sẽ cho cái màn hình này đó, nó sẽ đo cái nhiệt độ trong người để cho biết là quý vị có bị sốt hay là không có bị sốt. Thì sau khi mà họ đo được cái nhiệt độ của cái cơ thể của mình
thì quý vị sẽ đi qua cái cửa này để mà họ có thể tiệt trùng cho quý vị. Thì quý vị đi qua đây là nó có những cái, quý vị có thể thấy là những cái ánh sáng mà nó có thể, nó cái phương pháp mà UV mà nó tiệt trùng cho cơ thể của chúng ta đó, thưa quý vị. Thì chúng ta bước qua đây thì nó sẽ giúp cho chúng ta khử trùng hết tất cả toàn bộ trong người của chúng ta trước khi chúng ta bước vào bên trong của cái khu vực này. Well, that is very very new technique, right? It is. All right. So I'm so glad. So now we gotta go inside, right? Inside, okay. Và bây giờ thì Trọng Lắng xin mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào bên trong. Sau khi mà quý vị được khử trùng chỉ có 3 giây thôi là tất cả các cái máy, cái cửa ở bên ngoài đó, thưa quý vị, nó sẽ khử trùng toàn bộ cơ thể của chúng ta. Thì quý vị sẽ bước vào ở trong một cái không gian ở bên trong. Ở đây thì Trọng Lắng thấy là một cái không gian rất là tuyệt vời với những cái màn hình LED rất là đẹp. Simba, can you tell us a little about this area? Is this a lobby? And So once the customer coming in, this is going to be their lobby. They're waiting. They're actually waiting to see if we prepared if the room is ready. I see. And for the customers who doesn't want to go inside of the room, we provide the bar area. I see. To have fun instead. Thank you. Vâng, thưa quý vị, khi mà quý vị bước vào đó là ở bên đây đó là nếu mà quý vị nhớ nha, phải gọi trước để quý vị có thể làm hẹn. Khi mà chúng ta bước vào ở trong đây đó là quý vị sẽ được ngồi ở trong cái khu vực này để chờ đợi coi là cái phòng của chúng ta đã được khử trùng sạch sẽ chưa. Và nếu mà chưa đó thì là chúng ta phải chờ một tí. Thì trong cái lúc mà quý vị chờ đợi để mà quý vị có được một cái phòng không gian riêng để cho cái cho chúng ta có thể có được những cái giây phút vui, thì quý vị có thể hưởng thức những cái món rượu, những cái quán bar ở đây để mà chúng ta chờ đợi trước khi chúng ta bước vào. This is a bar, and do you have a special drinks that you have here for the Kabu? So our signature, one of the signature drinks is supposed to be the 1942. 1942? Yes, okay. And then the class as well, most special things that we have is actually usually tequila, mm-hmm. or the hard liquors like a whiskey, vodka. All right, yeah, thank you. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị đến đây đó thì ông nói là nếu mà quý vị mà muốn uống tí rượu trước khi quý vị bước vào bên trong để mà chúng ta sẵn sàng để mà ca hát, thì có những cái loại rượu mà ông ta giới thiệu đó là cái 421, một cái loại nước uống mà thưa quý khán giả có thể thấy được ở trên màn ảnh nhỏ đó, là rất là nhiều những cái vị rượu khác nhau. Và đặc biệt để cho chúng ta có thể thưởng thức trước khi mà chúng ta có thể bước vào bên trong. Tell us a little bit about each individual room. So 40 rooms, do you have different level and different pricing for the room? Absolutely. Yeah. So we actually do have a small room, medium room, large room and a VIP room. Okay. And it depends on the number of the party, we provide its own different room type. So the maximum occupancy for the medium room is for up to six people. Large room is up to 10. And if the party is larger than the 10 people, that we usually offer for VIP room. Okay, thank you. Ở đây đó thì có nhiều cái phòng khác nhau. Theo lời của ông Simba thì ông có nói đó là chúng ta có thể vào tùy theo cái số lượng mà những cái người trong gia đình của chúng ta đến đó, thì có loại small, medium, rồi large. Và sau đó có những cái phòng VIP, thì ông ta nói là những cái phòng mà ví dụ như medium thì chúng ta có thể chứa được khoảng 6 người, và nếu mà chúng ta có thể đi với một cái nhóm khoảng 10 người thì chúng ta sẽ vào một cái phòng lớn hơn. Và nếu mà chúng ta có một cái party, có một cái buổi tiệc mà nhiều người hơn nữa, thì ở đây chúng tại Kamu này cũng có những cái căn phòng rộng hơn và có thể chứa được nhiều người hơn cho quý khán giả, tùy thuộc vào trong cái bữa tiệc mà quý vị muốn có ở đây. Tell me a little bit about the VIP room. So the maximum is how many people can occupy? So VIP room is up to 25 people. 25 people. Before pandemic, it was up to 40. I see. But since we have to keep the 6-foot social distances, right now it's up to 25 people. Thank you. Vâng, thưa quý vị, ông nói rằng là trước khi mà cái dịch bệnh đó thì một cái phòng VIP có thể chứa được đến 40 người. Tuy nhiên đó, là trong cái mùa dịch bệnh này thì mỗi một cái phòng mà VIP có thể chứa được maximum, nghĩa là tối đa là khoảng chừng 25 người. Nhưng mà nếu mà tốt nhất đó là quý vị có thể gọi vào trong chỗ này để mà quý vị có thể làm hẹn, đặt phòng, và quý vị sẽ được biết thêm nhiều hơn nữa.
And coming back to you, sir. So with the VIP room and then the medium, the small, and then the large room. So each individual, you have your different team of the room. Correct. Or just tell us a little bit more about that. So all of the room has its own different theme. I see. So regardless of the size of the room, we actually use a 40 different rooms that has 40 different themes in it. Wow. À, vâng, thưa quý vị, ông ta nói là mỗi một cái phòng như vậy đó, nó sẽ là một cái phong cách khác nhau để cho quý khán giả có thể lựa chọn. Và bây giờ đó thì có lẽ là Trọng Thắng sẽ mời cùng với lại quý khán giả cùng đi với lại Trọng Thắng để đi vào bên trong để chúng ta có thể xem được một số những cái phòng ở tại trong đây và những cái phong cách của mỗi cái phòng đó nó như thế nào. Can we see a little bit of the room? Absolutely. Thank you. The decoration up here. And look at that. It's all the LED dropping down. So correct. Nice. Yeah. So, what's room is this one? So this is actually one of our signature room, called the neon sign room. One of the good example of the medium. Oh, I see. Vâng, thưa quý vị, ông Simba mới vừa giới thiệu ra đây là một cái thí dụ cho quý khán giả có thể thấy được là một cái căn phòng mà thuộc loại medium, có nghĩa là trung bình thôi. Với cái phong cách của nó là neon, có nghĩa là những cái đèn màu rất là rực rỡ, tượng trưng cho Las Vegas. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý khán giả cùng với chúng tôi bước vào bên trong. Oh wow, thank you so much. This is the neon that you're talking about, right? Correct. Yeah. And then all the things, the decoration is on the wall is really nice. Correct. Yeah. Như quý vị có thể thấy được là ở trên đây đó, Trọng Thắng bước vào ở trong đây đó, là quý vị có thể thấy được là như là lời của ông Simba ông nói đó, là những cái neon, những cái đèn mà neon á, nó sáng đẹp. Và ở đây đó là cái tượng trưng cho cái thành phố Las Vegas, là một cái thành phố nghĩa là sáng ánh đèn 24/24. Và quý vị vào đây là quý vị sẽ có cảm giác là chúng ta rất là hưng phấn để chúng ta có thể có được một cái đêm rất là vui. Và đây là một cái căn phòng thuộc lại trung bình, medium. So we're saying that medium room is probably about 6 people in here? Up to 6 people. Absolutely. All right. Okay. And then I see that on the table you have a lot of stuff. Can you explain what it is? Absolutely. This books and the remote controller is for the regular karaoke system. Mm-hmm. But on the other hand, we also do have a tablet which we it connect with the other YouTube. Right. It provides you with the millions of song varieties. Mm-hmm. And also, we do have the Bluetooth system so that your cell phone can be your DJ machine as well. Oh, nice. Okay. Vâng, thưa quý vị, Trọng Thắng hỏi ông ta là có những cái mà ông ta đang đặt ở trên bàn là những cái thứ gì, thì ông ta giới thiệu ở đây đó là một trong những cái remote control, có nghĩa là những cái mà quý vị có thể dùng nó để mà kiếm những cái nhạc phẩm, những cái bài hát mà chúng ta có thể hát được. Và những cái cuốn sách mà quý vị thấy ở trên bàn đây đó là những cái danh sách của tất cả những cái bài nhạc mà quý vị cũng có thể kiếm được để chúng ta có thể ca hát chỗ tài của mình hát hay như thế nào. Ngoài ra thì ông ta nói rằng là đôi khi đó, nếu mà quý vị nào mà có những cái bài nhạc mà chúng ta có thể dùng cái điện thoại cầm tay của quý vị, thì quý vị cũng có thể kết nối cái điện thoại cầm tay của chúng ta qua cái hệ thống Bluetooth để quý vị bắn ở lên trên cái màn hình, và quý vị cũng có thể là dùng những cái nhạc phẩm đó mà chúng ta có thể hát được cho những cái đêm vui như thế này với 6 người. And coming back to you, sir, this is a system, I really like it, but where's the microphone and then how are we going to operate it? So once the customer comes in, yes, we actually hold all of the microphones to the counter area in order to maintain it and sanitize it every time a customer uses it. I see. And once the customer comes in, we offer with the microphone and the menu, mm-hmm. so that they can decide how they prefer to do. We actually do have, everything can go separately, or we actually do have a package. Mm-hmm. We provide the other variety of the options. I see. All right. Vâng, thưa quý vị, Trọng Thắng hỏi ông ta là hiện nay thì tất cả những cái microphone để mà mình cầm mình hát thì như thế nào?
thì ông ta nói rằng là tất nhiên là cái vấn đề rất là quan trọng hiện nay đó là phải khử trùng tất cả những cái microphone. Nhiều khi là những cái nhóm khác người ta hát thì trở lại thì cái vấn đề rất là quan trọng ở đây mà người ta đặt lên đến hàng đầu đó là khử trùng rất là sạch sẽ tất cả những cái microphone mà quý khán giả có thể sử dụng được để mà hát. Thì khi mà chúng ta bước vào trong đây đó thì khi lúc đó đó là nhân viên sẽ mang những cái microphone đã được khử trùng rất là sạch sẽ và vào ở bên trong khán phòng để cho chúng ta có thể sử dụng và có được những cái giờ vui. So here's one of the room, and what if people hungry? Absolutely. Yes. We actually do have a food menu, says Paul. A food menu. We actually do have more than 35 categories of food. Uh-huh. And each package comes with the two foods. Oh, wow. Vâng, thưa quý vị, là chồng đang hỏi ông là nếu như mà lỡ mà chúng ta mà đói bụng thì như thế nào, thì ông ta nói rằng là ở đây có một cái thực đơn để mà cho quý vị có thể chọn lựa, và mỗi một cái nhóm người của chúng ta đến đây đó thì chúng ta sẽ có hai cái món ăn mà được nhà hàng sẽ cung cấp đến cho chúng ta để mà chúng ta có thể vừa ăn và vừa uống, vừa thưởng thức và vừa có nhạc để mà chúng ta có thể hát. And along with all the foods, and we also have the drinks as well, right? Absolutely. Yeah. Vâng, đúng như là Trọng Thắng nói là ngoài những cái thức ăn mà chúng ta có thể dùng ở đây thì quý vị cũng có được những cái thức uống rất là đặc biệt. Quý vị có thể uống những cái thức uống có cồn hoặc là không có cồn tùy theo cái ý thích của chúng ta. So this is one of the teams. So the medium room. So what is the next room that you're going to show us? So I'm going to show you the one of the VIP room that we have. It's a thing called the Ramses. Vâng, và bây giờ thì Trọng Thắng xin mời quý khán giả cùng với lại chúng tôi đi qua xem một cái căn phòng khác mà ông Simba có giới thiệu. Đó là một trong những căn phòng VIP với một cái phòng khách rất là đặc biệt. Mời quý vị cùng theo dõi. Wow, this is so nice. What is the theme of the room? So this theme is the theme of Pharaoh. Uh-huh. It's one of our VIP rooms that we have. That fits up to 25 people. Okay, thank you so much, sir. Vâng, thưa quý vị, ông Simba mới vừa giới thiệu đến cho Trọng Thắng một trong những cái văn phòng, một cái phòng gọi là VIP rất là đặc biệt với một cái phong cách theo cái Ai Cập. Có nghĩa là quý vị chắc có lẽ là rất là quen thuộc với lại những cái tên gọi của những cái pharaoh của Ai Cập trong những cái kim tự tháp. Thì quý vị có thể đến đây và vào trong đây thì quý vị thấy rằng là một cái phong cảnh cũng như là một cái phong cách rất là hấp dẫn. Ngoài ra thì chúng ta có được một cái cửa sổ, chúng ta có thể nhìn ra ở ngoài. I love this room because it has a kind of like a outside view. It's really nice. Is that wind over there? Yes, correct. Yes. Okay. Can you tell us a little bit about the machine right here? Absolutely. Yes. So this is actually the tablet that I mentioned in the previous time, that it's exactly connected. You can connect with the YouTube, and then it provides you with the variety of millions of song varieties. Mm-hmm. So basically, if you press the search button, the keyboard thing is going to pop up automatically. Basically, search the song that you prefer to sing or hear. I'll say Cardi B. Okay, right. Vâng, thưa quý vị, trở lại thì là vừa rồi thì ông Simba mới giới thiệu đến cho chúng ta cái hệ thống mà karaoke để chúng ta có thể sử dụng ở đây. Thì ông ta nói là quý vị có thể dùng YouTube để quý khán giả có thể kiếm được những cái bài nhạc mà chúng ta muốn hát, muốn trình diễn để quý vị có thể chọn được những cái bài hát rất là đơn giản. Thưa quý vị, quý vị chỉ bấm vào trong cái khu mà search, có nghĩa là tìm kiếm. Chúng ta có thể tìm kiếm bất cứ một nhạc phẩm nào. Ví dụ như là Trọng Thắng có thể giới thiệu cho đến quý khán giả. Ví dụ như quý vị muốn hát một cái nhạc phẩm của Đan Nguyên chẳng hạn. Ví dụ như Những Đồi Hoa Sim. I want to show them karaoke. Những Đồi Hoa Sim. Yeah. So ở đây thì quý vị thấy là Những Đồi Hoa Sim, Tông Nữ rồi Tông Nam. Ở đây có Đan Nguyên karaoke. Thì quý vị có thể bấm vào và quý vị có thể play là ngay lập tức là chúng ta sẽ có được những cái bài nhạc cùng với lại những cái hình ảnh của Đan Nguyên. Và ở trên đây đó là nó có TV. Everything in here is going to show up on the TV up there. Absolutely. Yeah. Vâng, thưa quý vị, tất cả những cái gì mà quý vị thấy ở trên một cái màn ảnh nhỏ như vậy thì nó sẽ
ở trên cái màn hình lớn ở bên trên, và đằng sau thì Trọng Thắng cũng có thể nhìn thấy được là có hai cái TV ở phía sau để cho ca sĩ nào mà đứng ở trên đây trình diễn thì quý vị cũng có thể thấy được những cái hình ảnh cũng như là những cái lời của bài hát để chúng ta có thể trình bày. Wow, and that is great. And I see here you say karaoke and club music. What is the difference? So these tools are actually more like into the regular karaoke system. So if you press this red button once, it's going to automatically translate to its own the regular karaoke version. Uh-huh. And if you press the club music, so for the people who doesn't want to sing but hear the club music, we provide the this part of the system. Oh wow, wonderful. Trọng Thắng hỏi ổng đó là đây là có hai cái nút bấm, một cái bên đó là họ đề là chữ karaoke, một cái là cái club music, thì ông ta nói rằng là nếu mà quý vị muốn hát thì quý vị sẽ bấm qua cái karaoke để quý vị có thể hát. Và nếu mà quý vị nào mà trong cái nhóm chúng ta mà muốn take a break, nghỉ chút xíu, thì chúng ta muốn có những cái nhạc giống như là cái club đang ở trong cái club để mà chúng ta có thể nhảy ở phía trước này, thì chúng ta chỉ phải bấm vào trong cái club music thì quý vị sẽ có những cái nhạc nhảy rất là hấp dẫn để chúng ta có thể vui chơi ở đây. So here's the dance floor. Dancing places. Yeah, dancing places. Đây thưa quý vị, cái không gian mà Trọng Thắng đang đứng ở đây đó là một cái khu vực để mà chúng ta có thể nhảy cùng với lại tất cả các bạn bè của chúng ta, rất là hấp dẫn ở đây đây. Thank you so much, sir. Do you have anything else that you want to show me? Oh, absolutely. So just the one more thing that I forgot to mention it, that your phone can be your DJ machine as well. Right. We can definitely come through with the Bluetooth with your cell phone, and then your cell phone, you can control everything with your cell phone on the party area. I see. Vâng, thưa quý vị, ở đây thì ông ta nói là ở trên cái bảng điều khiển này đó, thì chúng ta thấy một cái nút nó đề là chữ Bluetooth. Thì đây là cái cách mà chúng ta có thể kết nối cùng với lại cái điện thoại của chúng ta. Nếu như mà quý vị nào có những cái nhạc phẩm mà nó nằm sẵn ở trong cái phone của chúng ta và chúng ta chỉ có kết nối, vì chúng ta chỉ cần bấm cái Bluetooth này lên thì là quý vị có thể là kết nối từ cái điện thoại vào trong cái hệ thống mà karaoke này, và những cái nhạc phẩm mà chúng ta có ở trong phone thì nó sẽ hát lên ở trong cái hệ thống ở trên đây, và chúng ta có thể chọn lựa bất cứ một cái nhạc phẩm nào mà chúng ta muốn hát, cho dù là nó có ở trên YouTube hoặc là trong điện thoại của chúng ta, rất là thuận tiện để cho quý khán giả có được những cái giây phút thật là vui, thật là thoải mái cùng với gia đình và người thân của chúng ta. Thank you so much, sir. And Simba, do you want to show up another room or this is good? Absolutely, I'll show you another room. Okay. Give me a few room for you. All right, thank you. Và bây giờ thì ông Simba ông sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái căn phòng khác nữa để quý vị có thể trải nghiệm. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Oh wow. Oh wow, thank you Simba. Oh, I really love this room. Vâng thưa quý vị, ông Simba giới thiệu cho chúng ta một trong những cái phòng phải gọi là VIP, rất là đẹp trong Camu này, để cho quý vị có thể thưởng lãm và quý vị có thể biết được rằng là nếu mà chúng ta tới đây thì chúng ta sẽ có những cái không gian như thế nào. Tell us a little bit about this VIP room, sir. So this is the biggest VIP room that we have. Mm-hmm. This room was supposed to take up to 40 people before pandemic. Right. Mm-hmm. So it's really, really a large room. It's actually 1,400 square feet. And for the people who's having a birthday party or bachelor's party, usually prefer this room. Nice. Vâng, ông Simba giới thiệu cho chúng ta biết là đây là một trong những cái căn phòng phải gọi là VIP. Và trước khi mà cái pandemic thì thưa quý vị là ở đây trong trước khi mà dịch bệnh thì cái căn phòng này có thể chứa được lên tới cả 40 người. Và ông ta có thể giới thiệu là thường thường đó là những cái người mà có những cái bữa tiệc sinh nhật hoặc là những cái tiệc mà bachelor hoặc là bachelorette, trước khi mà chúng ta có đám cưới đó, mà chúng ta muốn tổ chức những cái bữa tiệc mà trước khi giã từ cái cuộc sống độc thân của mình, thì đây là một trong những cái căn phòng lý tưởng để cho quý khán giả có thể tổ chức những cái bữa tiệc thật là vui cùng với lại người thân và bạn bè của mình, thưa quý vị. Wow, I really liked it. And then the theme over here is more like Europeans, right? Correct.
Và như quý khán giả có thể thấy được ở trên màn ảnh nhỏ đó, là trong cái căn phòng này với một cái phong cách châu Âu, để cho quý vị mà bước vào trong đây đó, chúng ta có một cái cảm giác là chúng ta hiện nay đang ở có mặt ở tại châu Âu chứ không phải là ở tại thành phố Las Vegas. Thank you so much, sir. And then this is the same things that you know at other room that we have the same correct system. Yeah. Okay. Vâng, và ở đây thì cũng vậy đó. Quý vị cũng có một cái hệ thống giống như là tất cả những cái căn phòng karaoke khác mà Trọng Thắng đã giới thiệu đến cho quý khán giả, thì cái cách sử dụng rất là đơn giản. Và chúng ta chắc chắn là sẽ có những cái đêm thật là vui ở tại Camus. Quý vị nào ghé đến Las Vegas thì quý vị đừng quên là ghé đến Camus, nằm trong khu vực của Palazzo và Venetian, trong cái khu Grand Canal Shop. Quý vị không thể nào mà không kiếm ra được cái khu vực này để có được những cái giây phút thật là vui và thoải mái cùng với bạn bè và người thân. Thank you so much, sir. Absolutely. Trọng Thắng đang có cái menu ở trong tay, và ở đây thì quý vị thấy rằng là chúng ta đến đây đó không chỉ là hát mà chúng ta còn có những cái thức ăn và thức uống rất là ngon. Và ở đây đó là quý vị có thể thấy được là cái giá cả ở đây nó cũng vừa phải thôi chứ không có mắc lắm. Và quý vị thấy rằng những cái món ăn ở đây chúng ta có thể có được từ oyster 36 đô cho cả nguyên cả một cái đĩa oyster rất là lớn như thế này. Và ngoài ra thì Trọng Thắng thấy là cũng có những cái món ăn sushi của Nhật. Ở đây có lobster roll 35 đô cho một cái đĩa như thế này. Và còn có những cái đĩa salad. Rồi ở ngoài đây thì chúng ta có bánh mì. Nếu mà quý vị nào thích ăn những cái món ăn ví dụ như pizza, hoặc là những cái món bánh mì hamburger, nó có rất là nhiều những cái món ăn khác nhau, thưa quý vị, để Trọng Thắng giới thiệu hết tất cả cho quý khán giả có thể thấy được. Và ở đại đây đó, người Việt của chúng ta rất là thích những cái món trái cây, thì ở đây họ cũng có những cái đĩa trái cây để cho chúng ta có thể chọn lựa, và nhiều, thật là nhiều những cái món ăn khác ở trong đây để quý khán giả có thể chọn lựa. Và đây chỉ là một cái menu mà những cái thức ăn. Wow, như quý vị có thể thấy là cái này là một cái tower, mà ở trong đây nó có nhiều những cái món hải sản khác nhau để chúng ta có thể cùng nhau trong một cái party đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái món ăn như thế này. Và ông Simba đang vào đây, và đằng phía này thì Trọng Thắng thấy rằng là có những cái thức uống rất là đặc biệt mà ông Simba đang để lên trên bàn để giới thiệu đến cho quý khán giả được biết. Can you tell us a little bit about the theme of this room? Because I really like it. It just feel like, you know, you go into a palace, right? Absolutely. Yeah. So, and then what's the drink that you have available here? So I actually brought the other one of the examples and then the most popular menus that we have. Mm-hmm. So usually how it works is that we offer you with the bottle services, meaning that it comes with the one hard liquor bottle, 2 orders of entree, and 2 hours of karaoke. I see. Vâng, thưa quý vị, ông ta giới thiệu đến cho chúng ta cái thức uống đó là thường thường là nó đi kèm cùng với là cái một cái chọn gói. Khi mà chúng ta bước vào đây, chúng ta mướn một cái phòng như thế này, thì ngoài cái giờ đó thì ở bên đây họ còn có cho quý vị để mà chúng ta có thể lựa chọn. Tell us a little bit about more. If you normally, if you book a room like this, so is it minimum how many hours, and what kind of package that they can order? You know, it's go with the drinks and also it's go with the food. After 10 on the weekends, mm-hmm. It goes via the package by package, bottle service by bottle services. Okay. And as I mentioned it, per each bottle services has 2 hours of karaoke. 2 hours, yeah. So if the guest wants to extend their time, we offer you with the to order another package to extend the 2 more hours, mm-hmm. or simply they can add it via the room charges of the 1 extra hour as well. I see. They have an option. Oh, nice. Vâng, thưa quý vị, ở đây thì là ông ta giới thiệu là khi mà quý vị mà muốn book một cái phòng như thế này đó thì chỉ cần có 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Và nếu mà chúng ta mà muốn book thêm nữa thì cứ mỗi như vậy là cứ có những cái chương trình, những cái gói để mà chúng ta có thể chọn lựa, là
để mà chúng ta có được một cái gói là chúng ta chỉ cần book 2 tiếng đồng hồ ở đây mà thôi. Thì như là ở bên đầu thì Trọng Thắng có thể thấy được á, là cái minimum, cái những cái package ở trong đây đó là quý vị có thể có được là 2 tiếng đồng hồ, và quý vị sẽ được có một cái chai rượu, và quý vị sẽ có được thêm 2 cái món ăn chính ở trong chúng ta. Và nếu mà tùy theo cái khả năng của chúng ta thì một cái phòng như vậy đó mà medium size là chỉ có 500 đô, large size là 550 và VIP là 600, cho những cái package thì nó có nhiều những cái gói khác nhau từ A, B, C, D, và những cái package mà lớn hơn thì quý vị có thể chọn lựa tùy theo cái túi tiền của chúng ta để chúng ta biết trước và chúng ta có thể tổ chức được những cái bữa tiệc ở nơi đây. Thank you so much, sir. So I really like it. What kind of bottle that we have here? So I actually brought the one champagne. Champagne? Ace of Spades. Right. And then one bottle of the 1942 Magnum, the big bottle. Uh-huh. Okay. It's tequila. Oh, this is the tequila. Correct. Vâng. Hai cái chai rượu mà ông ta đang để ở trên bàn đó, thì cái chai lớn mà thật là cao, quý vị có thể thấy được đó là một cái chai rượu tequila của Mỹ. Với cái thương hiệu là 1942, và cái chai bên cạnh đó là một cái chai champagne mà màu vàng giống như là gold rất là tuyệt vời, để cho chúng ta có thể phải gọi là vui, mà chúng ta nhìn thấy nó vừa vui vừa sang trọng mà vừa âm thanh phải vừa rất là tuyệt vời để chúng ta có thể có được những cái buổi tiệc ở nơi đây. Thank you so much, sir. Absolutely. Nhưng mà Trọng Thắng là quý vị có thể thấy được là chúng ta có đồ ăn thức uống rất là ngon, và cái cách trình bày ở đây rất là đẹp. Chúng ta ăn á, bằng mắt trước, sau đó rồi chúng ta mới thưởng thức những cái món ăn này. Và quý vị có thể thấy được rằng là khi mà chúng ta đến với những cái nhà hàng mà cao cấp á, thì cái cách trình bày đó là một trong những cái mà làm cho cái thực khách mình cảm thấy hấp dẫn hơn khi mà chúng ta đến đây. Và nếu mà chúng ta có một cái bữa tiệc mà chúng ta tổ chức ở ngay tại Camu Las Vegas thì quý vị có thể thấy được là mình sẽ rất là nở mặt nở mày cùng với lại bạn bè, tại vì người ta vào người ta nhìn những cái món ăn và cái thức uống như thế này thì phải gọi là họ sẽ cảm thấy gọi là thích thú hơn khi mà họ tới với lại những cái bữa tiệc của chúng ta. Trở lại cùng với lại ông Simba. Simba, coming back to you, so can you tell us a little bit about all the food here and all the drinks that I see up there? Absolutely. Yeah. So as I mentioned it, per package comes with the one hot liquor bottle, two orders of entree, and then 2 hours of karaoke. Right. And then these are the good examples. One of our signature foods, the most popular foods. Right. And yes, so those this chicken wings, pork belly, and the fruit platter are the most signature food. And then eventually we're gonna come out with this menus as well, which is the sushi. I see. Wow, that is so elegant. Very, very nice, and it smells so good. Nếu mà quý vị mà ở nhà thì chắc chắn là quý vị không thưởng thức được những cái mùi thơm của tất cả những cái đồ ăn, nhưng mà Trọng Thắng ngồi đây thì Trọng Thắng ngửi thấy được những cái mùi thơm rất là thơm của cái món cánh gà, đùi gà chiên. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy ông giới thiệu đây là cái pork belly, có nghĩa là cái thịt ba rọi ở đây đó quý vị, rất là ngon. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thấy là có những cái đĩa trái cây với đầy đủ tất cả những cái trái cây ở trên đó, và những cái thức ăn khác ở đây, ở những cái loại sushi của Nhật Bản, những cái thức ăn này cũng rất là ngon ở đây để quý vị có thể thưởng thức. Chứ nhiều khi chúng ta nghĩ là đi hát thì chỉ có đến đây để mà hát thôi, nhưng mà thật sự ra đến đây không chỉ là hát mà chúng ta còn thưởng thức những cái đồ ăn rất là ngon. Ngoài ra thì còn có những cái thức uống rất là đặc biệt. Simba, I see that you have the tequila, and also that I see a lot of drinks over there. So what is it there? So if you if any guest ordered the package, we actually offer you with the one bucket of ice. Uh-huh. And then chasers depends on the what kind of alcohol do you order. I see. So for example, I've actually brought the other one of the tequila, so I just that's why I brought the other all of the juices. Mm-hmm. And if the people are requesting for the champagne, usually they're looking for the other club soda water or ginger ale to combine with. I see. All right, thank you. So everything is just blending together, and one for it supports another thing, right? Absolutely. The drinks and the food. So absolutely.
Awesome. So I'm speechless. Vâng, thưa quý vị, chồng anh phải nói rằng là bây giờ mình không còn lời nào để tả, là từ vì ở đây là họ phải gọi là họ suy nghĩ đến tất cả những cái thứ mà chúng ta có thể nghĩ tới, là họ đã có sẵn ở trên bàn để phục vụ cho chúng ta. Những cái thức uống ở đây nó đi kèm với lại những cái đồ ăn, có nghĩa là hai thứ nó bổ sung cho nhau. Khi mà quý vị order một cái chai tequila lớn như vậy thì ông ta có những cái loại nước trái cây để mà quý vị có thể uống kèm cùng với lại tequila. Và khi mà quý vị uống cái ly champagne thì ông cũng có một cái thức uống soda để nó đi kèm với lại cái champagne. Và tất cả những cái món ăn ở đây đó là nó sẽ bổ sung cho những cái thức uống mà chúng ta có được trong một cái trọn gói để đến với lại Camu ở Las Vegas. Một lần nữa, quý khán giả đang theo dõi những cái chương trình trực tiếp của chúng tôi ở tại Las Vegas, và đây là một trong những cái khu vực mà karaoke mà nổi tiếng ở tại Las Vegas, trong cái sòng bài Palazzo bên cạnh Venetian. Quý vị không thể nào mà không kiếm ra được, quý vị chỉ việc đánh ở trên internet là Camu là quý vị có thể kiếm được Camu at Palazzo, là quý vị có thể có được những cái bữa tiệc rất là vui và hoành tráng như thế này. One more time, thank you so much, sir. Absolutely. Thank you. Và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình kỳ tới. Quý vị nào muốn khám phá những cái ẩm thực và những cái chốn mà vui, mà hấp dẫn khi mà mỗi khi mà chúng ta đến Las Vegas, thì xin mời quý vị theo dõi những chương trình của chúng tôi trên Việt Vegas TV. Thank you and see you again. Legal, 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 legal